Đậm người bạn. Hay coi ta bán đó, hàng trăng nè, hàng trăng nè, hàng trăng quán Việt Nam nè. Đây là quán Việt Nam bán bánh mì và các loại chè. Hiroki đến đây để mà mua chè. Bán được không em? Mua trà Thái á, mua trà Thái á. Bán cho nó cái trà Thái á.
mua gì? Này, mua đi. Mua xúc xích cho ba, mua xúc xích nè. Mua xúc xích nữa. À, cầm tiền, mua luôn mua xúc xích với mua gì mua. Ừ. Ok thôi. Mua đi. Chúng ta